chúng ta sẽ cùng lắng nghe trải nghiệm tình đầu của một bạn đã được chúng tôi mời đến đây. Và bạn ấy đang ngồi đối diện. Chúng ta thông qua những hình ảnh chưa được rõ ràng thì có thể thấy rằng là ngày hôm nay câu chuyện sẽ được kể bởi một cô gái. Trước hết thì chị muốn hỏi em rằng là em muốn câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay sẽ được sáng đèn và ngay từ đầu câu chuyện, hay là mình sẽ kể trong một cái bóng tối mà nó dịu dàng như thế này? Em nghĩ khởi đầu dịu dàng như này sẽ ok hơn. Và mọi người có thể nghe thấy giọng cô ấy cũng rất là dịu dàng đúng không? Bây giờ mình sẽ bắt đầu quay trở lại với năm bao nhiêu tuổi thì mối tình đầu của mình xuất hiện trong cuộc đời. Mối tình đầu của em thì là vào cuối năm lớp 12, 18 tuổi. Vậy là cách đây bao nhiêu năm? Cũng khoảng chục năm ấy chị. Đã gọi là tình đầu thì có nghĩa là trước đó mình chưa yêu ai hết. Mà mình chưa yêu ai hết thì tại sao mình nghĩ rằng đó là cái người mà mình yêu? Thì trước đó em cũng nói chung là cũng bắt đầu tuổi mới lớn rồi, đã cũng có cảm giác thích người này người kia rồi. Nhưng mà đến cái người đó thì thực sự cái cảm xúc nó mãnh liệt, khiến mình có nhiều cảm xúc hơn so với những người trước. Cái bạn đó có bằng tuổi mình không? Dạ, chung khóa bằng tuổi em luôn. Chung lớp, trường? Chung trường. Tình đầu mà là còn tình yêu học trò nữa. Dạ đúng rồi, học trò. Có tập trung học bài không? Vẫn tập trung học bài, nhưng mà nói chung là nó cũng có những thời gian mà mình bị sao nhãng một xíu. Không có học chung lớp, học chung trường. Vậy thì cái tình huống để mình gặp cái bạn đó và mình nảy sinh cái tình cảm với bạn đó nó diễn ra như thế nào? Em với bạn đó là học chung khóa, em thì học chuyên văn, còn với bạn học là chuyên lý. Biết nhau là thông qua là tại vì là những người bạn trong lớp của em á, thì là cũng chơi chung với bạn đấy. Nó thành một cái nhóm là hay đi chơi chung với nhau. Xuất phát không phải là giống như kiểu là thích từ những lần đầu tiên, mà sau một thời gian tiếp xúc, đi chơi, trò chuyện, nói chuyện với nhau thì mới bắt đầu mới có những cái nảy sinh đó. Vậy thì cái tình bạn đó nó kéo dài đến bao nhiêu lâu và những cái dấu hiệu nào mà em thấy nó bất thường rồi nè? Tình cờ thì cái bạn đó sau một thời gian chơi chung vẫn rất là bình thường với nhau, thì bạn ấy bắt đầu có vẻ hay nói chuyện với em hơn. Nhưng mà nói chuyện với em là để hỏi về một người bạn khác, một người bạn của em nữa. Sau đó thì em tìm hiểu ra thì em cũng biết là bạn nam đó thích người bạn thân của em. Lúc đấy thì cũng vẫn bình thường thôi, em cũng giúp đỡ, cũng chia sẻ bạn nữ này hay thích làm gì, thích ăn món gì, để bạn ấy có cái cách để tán tỉnh bạn nữ này. Rồi thì hai người cũng đến được với nhau, nhưng mà không biết vì một lý do nào đó mà hai bạn lại chia tay sau một thời gian quen rất là ngắn. Lúc đó là em đã cảm thấy mình vấn vấn vương vương cái cậu kia chưa? Đúng rồi, bắt đầu cái sau cái thời gian mà tự dưng hai người cứ nói chuyện rồi bạn cứ hỏi về bạn nữ kia, mình tiếp xúc, mình nói, thì tự dưng em nghĩ là tình cảm của em nó bắt đầu xuất phát từ cái thời điểm đó. Người ta nói rồi, đường không đi mọc đầy cỏ dại, người không qua lại thì thành người dưng. Tự nhiên cái đi tới đi lui trên con đường của người ta làm gì? Khi mà mình nhận ra được tình cảm của mình thì cậu ấy lại đang trong mối quan hệ với một người bạn thân của mình. Lúc đó em có những cái sự dằn xé trong tâm hồn em không? Sự thì lúc đấy cũng buồn, nhưng mà lúc đấy em không có dám nói với ai. Mình nói chung là mình chôn giấu cái cảm xúc đó của mình. Sao lúc đấy kiểu như mình cảm thấy mình cũng hơi cao thượng á. Mình biết mình thích người ta nhưng mình không có nói, mà mình chỉ âm thầm mình giúp đỡ người ta thôi. Cái đó dễ cọc và quạo lắm. Tại vì á, thường người ta đã yêu mà yêu lần đầu trong đời, người ta rất là muốn được chia sẻ với một ai đó, đúng không? Dạ. Nhưng mà đằng này thì cái con bạn thân lại đang đi yêu cái người đó nữa, rồi bây giờ biết chia sẻ với ai bây giờ? Rồi sau đó thì sao? Sau đó thì có sự việc đó thì hai người chia tay. Người bạn nam này cũng rất là kiểu cũng đau khổ, cũng rất là muốn em giúp đỡ để hai người quay lại, hàn gắn quay lại. Đang thêm một lần nữa. Em vẫn cố gắng giúp đỡ bạn ấy làm một cái buổi tỏ tình, giống như tỏ tình lại vậy đó. Cái buổi tỏ tình đó là lúc đấy là làm ở trường, làm một cái nến hình trái tim này, xong là bạn nam mua hoa mua quà gì đó. Em lừa bạn nữ lên đi lên trường chơi tao một xíu. Đó, rồi lên đó rồi bạn nam thì đứng đợi sẵn ở đó, em đẩy vào là đi ra luôn. Rồi hai người nói gì đó thì em không biết, em nhìn ở phía dưới sân trường nhìn lên á, thì em thấy hai người nói chuyện sau một hồi thì hai người quay đi hai hướng. Nói chung là mình nhìn thấy hết diễn biến của cái câu chuyện đó. Giờ chân thành nè, quay trở lại lúc đó trong thâm tâm của mình á, mặc dù mình giúp nhưng mà mình có một chút gợn lên một cái tâm ý là thôi tụi nó đừng có quay lại với nhau nha, thôi nha, thôi nha, để mình còn cơ hội, có không? Hình như là không vậy ạ, lúc đấy không. Tại vì em cảm giác lúc mà cái hình ảnh mà bạn nam mà buồn bã cúi mặt đi, tự dưng em thấy thương lắm. Trước đó là mình cũng biết là mình đã có gì với người ta, nhưng mà từ sau cái khoảnh khắc đó mình cảm giác như cái tình cảm của mình nó lại càng nhiều hơn nữa.
ở em là một cái sự đối ứng với tình huống một cách nhẹ nhàng, theo em dùng từ là cao thượng. Liệu mình có bị nhận định sai về cái cảm xúc của mình không? Vì những lý do gì mà sau 10 năm thì khi hỏi em rằng mối tình đầu của em nó dừng ở cái chặng nào thì em xác định đúng cái chặng dừng đó là mối tình đầu. Tự dưng cái mối tình nó làm mình day dứt, mình nhớ mà mỗi lần ai cứ hỏi em tình đầu là như là em chỉ nghĩ tới người đó thôi. Cái người đầu tiên mà cho mình nhiều cảm xúc và mình lưu luyến, mình day dứt về nó nhiều nhất. Vậy thì nãy giờ mọi người sẽ thấy một hình ảnh của một mối tình đơn phương. Dạ đúng rồi. Vậy thì sau đó thì cái mối tình này nó có được tiến triển để nó nhận được cái sự đồng thuận từ hai người không? Sau khoảng một thời gian thì em nghĩ là bạn nam cũng đã nhận ra tình cảm của em. Tại vì mình, cái cách mình đối xử với người ta nó cũng khác so với những bạn nam khác. Nhưng mà bạn cũng không có thể hiện rõ với cho em biết là bạn ấy đã biết điều đó. Vẫn cứ ở trong một cái mối quan hệ như mập mờ vậy đó. Có nghĩa người ta cũng đối xử tốt với mình. Mình thì cũng có nuôi hy vọng sau khi mà hai bạn ấy chia tay mình có thể làm mối tình tiếp theo của người ta. Nhưng mà em cũng không dám nói ra điều đó. Nhưng mà giấu gì thì giấu, khi yêu khó giấu lắm. Đúng rồi, không giấu được. Bao nhiêu lâu sau đó thì coi như là hai đứa xác nhận với nhau là mình là người yêu của nhau, hay là câu chuyện nó như vậy rồi nó trôi đi luôn? Thực ra là sau khi chia tay bạn nữ đó xong thì một thời gian sau thì bạn ấy lại tiếp tục hỏi em về một bạn nữ khác. Trời ơi, thêm một cú nữa. Lần này em có tiếp tục bao dung chăng? Em vẫn giúp mà. Em cũng không hiểu lúc sau lúc đấy em như thế. Nhưng mà cái bạn nữ tiếp theo này còn thân hơn cái bạn nữ trước đó nữa. Còn là người bạn mà thân từ thuở bé của em luôn á. Khoan, chị muốn hỏi em nha. Bây giờ đến cái thời điểm này, sau bao nhiêu lâu mình trưởng thành, quay trở lại mình nhìn lại, em có nghĩ rằng là đôi khi người ta đang sử dụng chiến lược bắt cầu không? Là cái chiến lược mà thiệt ra là tôi phải hỏi bạn về một bạn khác, nhưng mà thiệt ra là về căn bản là tôi muốn tiếp cận bạn để tôi có chuyện tôi nói với bạn. Chứ giờ khơi khơi giờ rủ em đi trà sữa thì người ta cũng ngại. Cũng có những khoảng thời gian em cũng nghĩ như thế. Nhưng mà thực sự đến bây giờ với em câu trả lời em vẫn chưa rõ ràng. Vậy thì với tất cả những gì em chia sẻ thì rõ ràng một cái tiếng yêu nó chưa bao giờ được nói ra. Dạ đúng rồi. Từ bạn ấy. Nhưng bạn ấy có coi em là một người bạn bình thường không? Thời điểm đó là bạn ấy đôi khi cũng có những hành động mà hơn mức bạn bè bình thường xíu, cũng quan tâm mình mới bị nuôi hy vọng á. Có nghĩa là trong cả một cái hành trình dài, cái mối tình đầu của mình, nếu như gọi là đơn phương thì nó cũng không phải là đơn phương. Bởi vì rõ ràng là người ta cũng không có bình thường với mình. Đúng không? Nhưng bây giờ tuyên ngôn về nó và đặt cái tên cho nó thì mình lại chưa đủ tư cách. Tại vì cả hai bên chưa gật đầu với nhau. Dạ. Trời ơi, ức chế hả? Vậy thì bây giờ cho đỡ ức chế hơn, em có muốn kể chuyện trong ánh sáng không? Dạ, mình được rồi. Rồi, bật đèn. Thưa mọi người, nhân diện thì cũng đã có ở đây rồi, một cô gái rất là xinh xắn, trẻ trung. Em có thể giới thiệu một vài thông tin cơ bản của em đến với mọi người đang theo dõi chương trình không? Dạ, dạ em chào chị, chào tất cả quý vị khán giả. Dạ, em tên là Ngân ạ. Năm nay em 27 tuổi và hiện em đang là một biên tập viên tự do. Và nếu như quý vị khán giả là những bạn khán giả rất là chuộng những cái chương trình giải trí game show thì chắc là mọi người cũng sẽ rất là quen thuộc với một cái danh xưng mà người ta hay nói về một cô gái hành tẩu giang hồ, đó là bà Ngân trong bóng tối đó, của một chương trình liên quan đến giọng hát đó. Và ngày hôm nay thì bạn ấy quyết định bước ra ánh sáng, mặc dù chỉ có nửa chương trình phía sau thôi. Bây giờ quay trở lại, khi em bật đèn thì chị tin rằng là em đã rất là thoải mái với cái việc chia sẻ lại cái trải nghiệm này của mình. Để em kể tiếp cái phần câu chuyện nha chị. Tại vì là sau khi mà chia tay người bạn nữ đầu tiên đó thì em giúp đỡ thì bạn ấy tiếp tục quen với người bạn thứ hai của là em giúp đỡ đó. Rồi sao nữa? Thì tại vì cái cách thức giúp đỡ cũng giống như người đầu tiên thôi. Em chia sẻ về sở thích rồi tạo cơ hội cho hai người đi gặp mặt, ăn uống chung nguyên đám. Thì thời gian đầu là vẫn còn nguyên ba người. Sau đó từ từ thì sau khi hai bạn quen thì mới đi riêng. Quen lúc đó là thời điểm cuối năm lớp 12, là lúc đấy tụi em là trong giai đoạn ôn thi đại học. Thì bạn có lên nhà em để ôn thi, hai đứa ôn thi nữa. Hai đứa có một cái không gian riêng đó, lúc đấy tự dưng tình cảm nó lại càng nhiều hơn nữa. Bạn đồng ý lên học chung với mình, hai đứa học chung với nhau là em nghĩ là có thể là đang mở lòng với mình hơn hay như nào đó. Nhưng mà tự dưng em phát hiện ở trên cái bàn học của em, trong lúc nào đó bạn ngồi học bạn nhớ người kia sao bạn có khắc tên của bạn nữ kia trên cái miếng gỗ đó. Thì lúc đó tự dưng cảm xúc nó nhói một nhịp gì đó. Lúc đấy thực sự là mình cảm biết mình thấy đau, mình thấy khó chịu về cái điều đó. Nhưng mà cũng đâu dám nói với ai đâu. Chị vẫn muốn quay lại với tinh thần tranh đấu. Khi mà chúng ta đã có nhiều không gian riêng hơn, chúng ta cũng đã quen nhau lâu hơn, chúng ta cũng đã nhìn thấy bạn ấy đi qua từng mối tình mà nó đều không trọn vẹn. Sao em không nghĩ rằng là đây là lúc mà mình phải lên tiếng mà mình vẫn cứ để cho sự im lặng nó diễn ra?
Em chia sẻ chị là lúc đấy là sau khi đó là em nghĩ là bạn ấy đã biết tình cảm của em rồi. Và trong vài lần nói chuyện vui với nhau cũng giống như kiểu là bạn cũng đã biết cái chuyện là em thích bạn ấy rồi mà. Sao em nghĩ là người ta biết? Tại vì thực sự giống như chị, khi yêu người ta khó, đặc biệt là nữ nữa. Một thời gian dài như vậy khó mà bảo là không biết, không nhận ra điều đó lắm. Vậy thì khi em nghĩ rằng người ta biết, sao em không xác nhận với người ta luôn cho rồi đi? Thực sự để em nói một câu là cậu có thích tôi hay không thì tụi em cũng nói. Vì sao em nghĩ rằng đó là một cái câu mà mình khó nói, và cái sự khó nói đó nó là ngày xưa thôi hay bây giờ cũng vậy? Là ngày xưa thôi, tại vì lúc đấy bản thân em là một đứa mà rất là nhát và rất là ngại trong cái chuyện yêu đương, kiểu là do mình cũng có một cái vết sẹo trên tay á. Nó giống như là một cái mà làm mình ngại ngùng khi mà tiếp xúc hoặc là quen một ai đấy. Có nghĩa là mình có sự rụt rè, mình có sự tự ti. Ti bao gồm cả cái sự hoài nghi về người khác, rằng là người ta không chân thành với mình nữa. Đúng rồi. Đúng không? Vậy tên là Trần Thị Lễ Hồng. Em sinh ngày 28 tháng 10, 1995. Hiện tại em đang là kinh doanh tự do. Rồi, chị Hồng đâu, quận 7? Dạ, em đang ở quận 7. Kinh doanh tự do là kinh doanh mặt hàng gì? Cho thuê phòng trọ tại quận 7. Cho bao nhiêu phòng em? 50 phòng. 50 phòng. Là nhà này của em hay là sao? Em thuê nhà xong em chứng các bạn. 50 phòng là nó là trong một cái dãy luôn hay là như thế nào? Nhiều phòng có nhiều nhà. Nhiều nhà hả? Là mỗi nơi rải rác hết hay là hết quận 7 hả? Rải rác ở quận 7. Rồi em làm cái đó là có ai phụ em không? Dạ, em có hợp tác chung với bạn. Còn bây giờ là một mình em luôn? Cũng còn một vài căn hợp tác chung với bạn. Bạn gái hay bạn trai? Bạn gái. Rồi em làm cái này là lâu chưa? Em làm cũng khoảng 3 năm. Trước đó em có làm khác không? Trước đó thì làm bất động sản thôi. Xe bất động sản. Rồi em nói một chút về bản thân của mình ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em. Điểm mạnh có cái gì là luôn năng động, học hỏi kinh nghiệm từ những cái việc mình chưa biết. Yếu của em là em hay nóng tính, hay khó kiểm soát được người. Khi nóng tính quá không kiểm soát được công việc. Nóng tính thì gì sẽ làm những cái chuyện gì? Hay gọi. Hay không? Dễ cảm động lắm. Em nói em tự lập kinh doanh từ sớm là khi nào em? Vừa tốt nghiệp trung học phổ thông thôi là em đã đi làm rồi. Là lúc đó em làm sale hả? Đó, có khoảng thời gian em làm công nhân. Sau đó thì em mới biết được cái nghề sale. Giờ lên luôn, giờ làm chủ luôn rồi. Rồi, làm vậy là từ 18 tuổi đi làm, hôm nay để dành được kha khá chưa? Mua được mấy miếng đất rồi? Mua được một miếng đất ở dưới quê hả? Quá trời rồi, đất rồi. Mua dưới quê hả? Dạ. Em dự định về quê vậy không? Mua thì cũng chỉ đầu tư thôi. Còn về quê thì em là con một, nên tương lai thì cũng có thể là sẽ về quê ở. Con một luôn. Ba mẹ làm gì ở dưới? Ba mẹ thì cũng làm ruộng bình thường rồi. Rồi em chia sẻ tình trường của mình ha, được bao nhiêu mối tình rồi? Em có 2 mối tình. Nhưng mà có mối tình mình nên là em vừa kết hôn rồi mà cũng được 6 năm sau đó ly hôn. Ly hôn lâu chưa em? Ly hôn cũng được 1 tháng. 1 tháng. Ủa là thủ tục xong luôn rồi hả? Dạ. Xong thủ tục hả? Sao nhanh vậy? Ý là nó xong phương đơn phương hay như thế nào? Thủ tục ạ. Là lý do rồi ở với nhau là được bao nhiêu lâu? 4 năm. 4 năm. Mà có con gì không? Dạ không có con. Không có con. Dạ. Lý do là sao chia tay em? Là do anh đó ngoại tình. Với lại thêm chuyện là anh không có biết lo được tài chính cho mình. Không biết lo anh. Chỉ để một mình em lo. Nhưng mà cái chuyện không có con đó là do ảnh, do em hay là có cái gì, người nào có vấn đề về chuyện sinh con không á? Chắc cũng một phần là do em. Là em không sanh được hay sao? Có khám được chưa? Có khám được, nếu em sanh được em phải điều trị. Là em bị gì? Có đi khám chưa? Em bị đa viêm buồng trứng. Rồi
Bây giờ em mong muốn một người như thế nào? Em muốn một người là có tài chính, biết yêu, biết trân trọng, tôn trọng. Thì người trước mình tôn trọng mình. Rồi quê quán, tuổi tác anh đó như thế nào em? Nhưng mà nếu tương lai em về quê nè thì sao? Giờ ví dụ như anh đó anh không muốn về quê thì sao? Tại vì nơi nào lập nghiệp được thì mình sẽ ở đấy thôi. Còn tương lai thì ví dụ ba mẹ già yếu thì mình có thể chăm. Chăm đưa lên đây cũng được mà, dạ. Kinh tế ở đây làm ăn được thì đưa lên thôi đúng không? Dạ. Tại vì bây giờ là nó khác sau này. Em rồi em thích bạn trai tuổi tác hơn em bao nhiêu hay là nhỏ hơn hay như thế nào? 30 tuổi trở lên. 30 tuổi trở lên tới 50 luôn được không? Bạn bạn có quê trở lại chị? Sao già hay là gì? Nhiều khi mình có một bệnh á thì mình đi về quê nhiều lúc thấy cho nó phù hợp mình xíu, lớn tuổi hơn thì ba mẹ lại nói sao con gái có một lần. Rồi anh đó ly dị đang có con được không? Đang ly hôn, ảnh ly hôn á. Ảnh nuôi con á được không? Em nuôi con. Ừ. Tại em trường hợp đặc biệt em không sanh được. Chứ còn người ta bình thường thì người ta sẽ có con thôi. Nhưng mà có thể do cái vợ chồng người ta không có được hòa thuận nên người ta chia tay đúng không? Thì sao được không? Tại mình hiện giờ tại vì em cũng là cái người ly hôn nên chị mới hỏi câu này. Được không? Tại vì bây giờ em sẽ đặt trường hợp nếu như em lấy một cái người mà họ chưa kết hôn lần nào là em về em có sanh con được không nè. Hiểu không? Hiểu chị nói không? Còn cái người nếu họ đã từng ly hôn giống em rồi, họ có khi họ không cần nhu cầu, họ đòi hỏi em đẻ nữa. Thì em suy nghĩ cái đó như thế nào? Thì em muốn nào em có thể nói, em đang được lựa chọn mà. Rồi không có con thì em được không? Không có con thì em sẽ thương lượng với ảnh về cái vấn đề trước đây của mình như thế nào nè. Điều trị được đó. Ừ. Là đã đi khám rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó là em có điều trị gì không? Không lẽ hai vợ chồng 4 năm mà không có muốn có con hả? Tại vì chồng em nói là mình không có tài chính rồi cứ nghĩ là để một mình em lo thì sao em lo sẽ với đã nói nếu như sau này có con thì cũng một mình em thì mình thấy nhẹ sao mà mình lo sẽ được. Rồi, em có tài lẻ gì không? Ca hát gì được không nè? Cũng biết hát đúng không? Rồi, em đăng ký chương trình là do em tự đăng ký hay có ai? Dạ, em tự đăng ký là gì không? Lý do làm sao em muốn đăng ký chương trình? Tại vì ba mẹ cũng nói là muốn có một người con rể cho nó như nhà nuôi nữa thì người kia đi rồi cũng đang rất là buồn rồi nhưng mà thấy em cũng rất là buồn tại vì bây giờ mình đi lên chương trình thì mình cũng phải tìm hiểu trong thời gian nữa thì mình đi tới cuộc chuyện này. Nhưng mà ở bên ngoài em có khó tìm bạn không? Chị thấy cũng năng động mà làm quá trời luôn. Ờ, vậy tại sao những người bên ngoài thấy không được hay sao em? Thì đó em hồi đó là chưa có mở lòng với người nào khác. Do em suy nghĩ là em có chồng rồi. Bây giờ thì em mở lòng hơn. Chưa có tìm được người này. Nhưng mà cái lúc em kết hôn là anh đó anh có kinh tế đồ tốt không? Lúc đầu thì em không biết, nhưng mà sau đó về thì em biết là anh nợ nhiều. Mà sau đó trong thời gian sống chung thì anh cũng không có ý chí để, có nghĩa anh cũng có đi làm được. Cái số nợ đó vẫn cứ duy trì, không muốn hết, không hết. Nhưng mà cũng ở với nhau 4 năm luôn ha. Đúng không? Là cũng có khoảng thời gian hạnh phúc ban đầu gì không? Dạ, có. Ban đầu cũng hạnh phúc nhưng mà được bao lâu? Được 1 tháng, 1 năm hay là bao nhiêu? Cứ về khoảng 1 năm thì anh là có người khác. Em cũng cố gắng tha thứ nhưng mà em cứ luôn nhớ tới người thì nó cứ như vậy. Anh làm cái gì em? Cũng
cũng sale bất động sản. À. Rồi. Em chịu theo chồng gì không? Hay là em chỉ muốn ở Sài Gòn thôi? Tại hiện tại em đang tập việc ở đây. Ừ. Có không thích người miền nào không? Ba mẹ có kém gì không đó? Ba mẹ nói hy vọng là người mình nghe mình được tốt thôi. Rồi. Ok em, rồi được rồi. Nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại với mình ha, rồi hướng dẫn thêm cho em nha. Rồi, xong rồi, cảm ơn em.